Không phải lúc này. Không phải lúc này chứ. Không phải lúc này chứ, trời ơi. Hello Mèo nha. Hello Trà Đào nhé. Hello Quân. Hello Jenny nha. Hello mọi người nha. Hôm nay mình chơi tiếp Project Nightmare nha mọi người. Quên hôm qua là hôm qua mình nhớ như là gần 3 tiếng phải không? Qua là gần 3 tiếng chơi với con ma mà tàn hình kia. Rồi kinh khủng luôn các bạn. Tối qua là mất ngủ luôn á. Giải đố kinh khủng. Ừ, đúng 3 tiếng luôn phải không? Tải từ tấp tấp về mà còn chưa tải được luôn mọi người. Thường mình like xong là thường tải cái clip xuống á. Nhưng mà ba tiếng kiểu nặng quá, hôm nay chưa tải được. Ừ, phải đợi mấy hôm nó load xong mới tải về được. Không biết nữa nha. Nãy giờ chơi không thấy búp bê này nha. Không thấy nữa. Ừ. Đấy. Mình nghĩ chắc là khúc này là chắc gần xong rồi. Trời ơi, hôm qua bây giờ sợ nhất là cái bà già đấy. Ừ. Chơi vô luôn nha mọi người nha. Rồi rồi, ôi, vậy là bữa nay cũng 2 tiếng à. Trời căng đấy. Thế là phải đợi mai mới chơi game mới rồi. Hôm bữa thấy cái ông gì bên nước ngoài ông like cái game gì á, tên là Classroom á mọi người. Classroom á, thấy cũng được á. Tôi sẽ mua về chơi nha. Hello. Rồi rồi, giờ khúc này nè mọi người. Ôi, không biết ai, không biết cái người làm game này, không biết nó có tham khảo ở đâu không. Mà thiệt mấy câu giải đố này công nhận hát hóc não ghê luôn á. Hát não ghê luôn á mọi người. Ủa đừng nói chơi đầu nha. Đùa. À, mà active. Mua game gì? Từ từ, đốt bên cạnh đã. Chuẩn bị kìa. Ok, chuẩn bị tâm lý rồi nha. Đã chơi kinh vậy phải chuẩn bị thôi. Game gì tên mèo? Tên game gì ngộ vậy ta? Ủa, có game đó à? Game gì ngộ thế? Rồi, đẩy. Kích hoạt. Đẩy. Rồi mọi người khúc này. À mình nhớ rồi. Từ từ tôi coi lại cái. Có tính thời gian không? Từ từ nha. Check lại xem. Đâu rồi? Rồi, anh nhớ để thử coi. Rồi đây. Trời ơi. Ấy. Tuyệt vời. Nhé, cảm ơn ai đó rất nhiều nha, nha. Cảm ơn ai đó rất nhiều nha. Trời má, cuốn sách này Book of the Dead. Heavy book nhất nhiều trang à. Chuẩn bị chạy hả? Ê, cái cuốn sách này giống trong cái cuốn sách trong phim Ma Cây mọi người, Evil Dead đấy. Không biết có ai xem chưa nha. Đọc xong cuốn sách này là mọi người đều điều hành Ma Cây hết trơn luôn. Có mình là người đọc đóng sao rồi. Chưa hả? Ừ. Em lên mạng ghi là Evil Dead á, Ma Cây á. Rồi ghê lắm ấy. Nha. Thấy Book of the Dead kìa. Vậy chắc chắn là cái này có liên quan tới Ma Cây rồi mọi người. Mình đi đây mọi người. Ôi hello tour nhé. Rồi ok mọi người đi nha. Rồi lấy cái nến nữa. Ừ. Rồi. Để ý ống nước hả mọi người. Alo. Sao vậy? Ôi rồi ôi. Ơ kìa. Rồi xong luôn. Run for it. Nhanh lên mọi người. Chạy lẹ. Nhanh lên.
Rồi rồi nhớ đó. Ô, ở kia. Chết con mẹ rồi. Ôi dồi, chết rồi. Ôi dồi. Từ từ nào. Ô. Ơ, à, tới kìa. Ơ, à, ơ. À. Trời. Cái quần què vậy. Chết 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 tới rồi. Vặn lóc nước hả? Ôi dồi ôi. Chết chết chết. Không kẹo mọi người. Từ từ. Không kẹo rồi. Từ từ lại đi. Nè. Bậy quá. Ôi dồi ôi. Game mà sao ra những tình huống khó đỡ thiệt chứ. Cái bức tường nó đâu ra thế. Ôi trời ơi. Mày bức tường nó ai vậy? Ôi dồi ôi. Má ơi. Hết. Hết bà già. Rồi hết chị đẹp. Rồi hết em bé. Rồi giờ tới bức tường. Ghê thiệt. Má cay rồi còn gì nữa. Cái gì? Ma bọc ni lông. Ngọn lửa hai có ống nước bên trái hả mọi người? Từ từ nha. Ngọn lửa hai đúng không? Rồi à, đây nhanh lên, nhanh lên, đi liền đi. Đi liền, đi liền đi. Từ từ nha mọi người, tập trung. Tôi cần phải... Ây xa trời má ơi. Phun lửa ghê vậy sao? Đấy. Đi tìm xem. Ở đâu vậy? Alo. Sao sao từ từ ở đâu ở đâu? Ở đâu vậy? Ống nước bên trái, ống nước bên trái mọi người ạ. À. Ống nước bên trái. Bên trái bên trái. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu cơ? Bên kia, bên kia. Bên chết con mẹ. Ơ à, đây đây thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đéo kẹo rồi, không kẹo, không kẹo, không kẹo rồi. Nè. Thấy 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 rồi. À the fuck. Tôi nhầm bên trái, tôi nhìn lộn bên phải mọi người à. Điên thiệt chứ. Bên trái nhầm bên phải mọi người. Ơ à. Quên quên quên, chạy chạy chạy. Trời ơi, lo nói chuyện. Ủa tôi lo nói chuyện. Ôi. Quên 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 quên, tập trung nào. Rồi rồi rồi, đây nè. Đâu, ở đâu, 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 à đây 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 đây. Ôi ôi, sao mà nhỏ xíu vậy. Trời ơi, còn phải xây chuột nữa chứ. À, bấm chữ E. Ôi ôi, bấm chữ E. À, tới rồi. Dạ lẹ, bấm chữ E, trời ơi. Ôi dồi ôi. Rồi, nhanh lên. Thank you. Thank you. Rồi nhanh lên. Trời ơi, dặn mà dặn hai tay đi, còn phải dặn một tay nữa. Thế mới khó chịu được chứ. Rồi rồi rồi, vô 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 vô. Vô đi, còn làm gì nữa. Ôi trời ơi, còn mà... Ủa khoan cái gì vậy mọi người, cái gì vậy? Khoan khoan, cái hiệu gì vậy? Từ 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 từ, cái hiệu gì vậy? Cái hiệu gì? Crum à. Crum. Crum, nhanh lên. Lẹ. Nhanh. Crum. Crum. No. Đây rồi. Đọc đi. No. Đọc đi. Rồi. Ủa. The fuck. Room. 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 Đọc hoài luôn hả mọi người. Ơ. À. Ơ. À. Là sao? What the fuck man? Còn gì nữa? Chết tới nơi rồi. Nhìn cái hình trong sách nè. Ui cho cha mẹ rồi. Quên. Nhìn cái hình trong sách. Trời crum crum. Trời ơi. Giống với cái hình trên tường nè. À hình trên tường nè. Ủa sao nó không cho nhìn lên. À chết con mẹ rồi. À. Thôi. Nhanh lên. Rồi. Rồi. Sao nữa? Rồi. Đi. Ôi. Con mẹ rồi. Chết 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 chết. Không đùa được. Kê. Mesum. Rồi. Nhanh lên. Nhanh lên. Phạt nữa. Ê ê kia.
Rồi. Nhanh lên. Ủa cái đó là cái gì như vậy? Rồi xong. Rồi rồi nhanh lên, lại đi mọi người. Ủa cái nổ là cái gì mọi người? Cái nổ đó là cái gì vậy? Cái này à? Rồi. Ok. Rồi Krum. Nhanh lên. Nhanh lên. Lẹ. Krum. Rồi. Rồi tiếp. Lật. Lật đi. Lẹ lên. Nhanh lên nào. Rồi đọc. Fister. Rồi. Thoát luôn, hay quá. Hello bánh bè nha. Ui dồi ôi, đấy. Ơ kìa. Rồi xong, xuống xuống âm phủ luôn rồi. Ui dồi ôi. Y tế cảnh nào cần tắt hình nhớ báo anh nha. Có gì báo mình liền nha. Để không bay nít như chơi đấy. Rồi xe đạp á, xe đạp hồi bữa có thấy ông Hasno có thấy sơ sơ cái khúc xe đạp là sẽ đó đậu bà già đúng không? Rồi. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Hết hồn không? Trời ơi. Ủa đây đâu nữa vậy? Khúc này sao? Trời ơi, cái gì là cái gì mà lâm ly bi đát vậy? Nghe tôi ơi, đang nghe tôi ơi. Thì đang nghe nè tôi ơi. Hay là do lỗi comment ta? Không lẽ nó ẩn comment? Sao ẩn comment hoài trời? Ủa, có đang nhắn mình không vậy? Đi theo à? À, để ý bà già nghèo khổ dưới chợ đông cô đơn à. Ui dồi ôi. Sao ta, cũng gần rồi đấy, mình nghĩ vậy. Núp rồi ra lại hả? Nghe căng vậy ta, mày nghe sợ đấy. Dạ là chắc chắn là có ai đó điều khiển cái xe đạp này rồi mọi người. Rồi nhá, khúc này căng đấy, tôi giảm thanh xuống này. Đi đạp nhanh lên. Rồi xong, bà già sẽ nghe tôi. Rồi. Chạy đại luôn hay sao mọi người? Alo. Ôi sợ quá. Mở âm thanh nữa kìa, nghe hồi hộp chưa? Đi còn... Ôi má. À. Má ơi ghê quá mọi người. Ôi dồi ôi, ghê quá mọi người à. Má ơi, tôi tắn cái micro luôn á mọi người. Gì chưa? À, chưa à? Đợt 2 mới dí ha. Chết cha, tôi cắn cái micro đắng lưỡi quá. Uống miếng uống nó ngọt cái. Trời. Tự nhiên cái cắn micro luôn à. Điên thiệt chứ. Chuẩn bị hả? Thôi vậy. Đi. Rồi. Từ nha.
Tới chưa? Gặp chưa vậy? Sợ quá, không được, không được rồi, sợ quá mọi người ơi. Tôi sợ quá, tôi làm sao đây? Tôi sợ quá Tôi sợ quá mọi người. Đạp đi từ từ chứ vậy? Còn quay xe nữa. Áp lực quá lớn à, không. Rồi. Má ơi. Ôi má ơi. Sợ quá mọi người ạ. À. Má bà già nghèo khổ dưới chị Đông cô đơn nha. Có dí nữa không? Có dí nữa mọi người, có dí nữa không? Cái khúc ra xe đạp có bị dí nữa mọi người hay là sao? Có hả? Trời má ơi. Thế là còn chơi gì nữa trời. Thế bà già ghê quá. Đi tiếp mới dí hả? Khúc ra xe không dí phải không? Chết mẹ. Xe tôi đâu rồi? Có đèn cày không mọi người? Có cần đèn cày không? Ừ xe. Trời ơi má ơi, không có đèn cày sao? Trời ơi có súng nè. Ơ có súng kìa. Có đèn cày được à? Quá sợ nha. Ê tối á. Có chỉnh được độ sáng không? Rồi coi. Độ sáng là cái nút nào ta? What the fuck? Music effect nè. Graphic không không có cho độ sáng mọi người à. Không có chỉnh độ sáng rồi mọi người. Rồi xong niềm tin luôn rồi. Game game mất dậy nha. Không cho chỉnh độ sáng. Trời tối nha mọi người là chạy niềm tin đấy. Rồi chỉnh sao đây mọi người? Nè có chỉnh được đâu? Nè. Đâu chỉnh được đâu. Xui đấy. Vậy là tôi chơi game trải nghiệm chân thực rồi. Lẹ đi. Cứ chậm chậm là bị nó dí cho ăn muối vô luôn ấy. Rồi đi. Ok ok. Let's go. Đi đi. Má ơi. Ủa khoan tí nữa bà dí phía trước phía sau mọi người. Rồi cái gì vậy trời. Má ơi. Trời ơi cái gì mà tự nhiên spam kỳ cục thiệt luôn á. Ờ à. Từ từ có đường chạy ra rồi, tôi nhớ đường chạy rồi, đi đi. Thế mà già mà đứng đó làm gì vậy? Đi đi. Từ từ, rén rén. Đâu? Ủa? À, bà chơi ném bà ném xịt cho mặt tôi mọi người à. Lớn rồi mà đi chơi ném ném xịt ghê quá à. Già mà chơi bẩn ghê mọi người à. Rồi nha đi đi nào à. Trời ơi sao tôi đau tim quá vậy trời. Nhanh lên. Đạp xe mà lâu thế. Rồi má tới công chuyện rồi. Hello bà già nghèo khổ giữa chợ đông cô đơn. Bà già với cái đầm ôm body nha. Rồi. Phải nhớ nữa mọi người. What the fuck. Phải nhớ cửa nè. What the fuck man. Rồi xong đi thôi. Trời lại lượm đồ nữa. What the fuck. Sao nhiều thế. Trời ơi. Trời ơi. Chết cha tôi uống nước tôi uống bảy ốp xong giờ bụng tôi đau quá mọi người. Chết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nhanh lên. Lúc này tối thui rồi không thấy gì luôn mọi người. Tối thui rồi.
Từ từ, quan trọng mới tới chưa nè. Khoan, còn dí nữa không? Đợt này còn dí nữa không tôi? Còn dí nữa không? Đi tiếp nè, sợ quá. Còn dí không mọi người? Còn ta không đúng không? Đủ ok. Ui dồi ôi. Rồi gì đây? Cái gì đây? Ôi má, cái này ban nít đi chơi đấy. Họ không dám nhìn đâu. Cái gì đây? À, đây là bàn thờ máu à. Bàn thờ Siro à. Trời ơi, vậy mà cũng được nữa à. Ơi. Rồi sao nữa? Ơ thôi rồi. Bật đèn lên. Ôi ơi, mỏ chim à. À, cái mỏ chim này là từ bên như là bên Ý á. Từ cái thời mà xa xưa á, người chị dịch bệnh người ta đeo mặt nạ lên mọi người. Để tránh bị lây bệnh đấy. Ôi ôi. Xét kỹ hả? Ôi ôi, cái đèn pin nè, đèn pin xịn chưa? Làm tôi nhớ cái game mà Silent Hill mọi người ạ. À. Cái game mà Silent Hill nó cũng xài cái đèn pin giống vậy nè. Silent Hill, Silent Hill mà Homecoming ấy. Hôm nào cũng like lại game đó xem. Chắc kỹ đúng không? Rồi. Ôi ôi, mấy thánh giá ngựa kìa. Hello T. Hello T nha. Để chắc kiểm tra kỹ đã. Chứ đi ra ngoài nguy hiểm quá. Tối tâm thật chứ. Ê này này này. Đây. Đây rồi. Bao nhiêu cái rồi? Five missing toy. Chưa, nãy giờ chưa tìm được gì hết. Mới được có chưa được cái gì luôn á. Nhớ cửa hả mọi người? À, từ từ nha, tìm xem. Hồi nãy Ti bỏ lỡ cảnh hay rồi, mà nãy bà già cô đơn giết tôi dữ lắm. Thiếu một tượng nữ thần nè. Một tượng thần nữa à. Sao ai cũng rành hết trơn vậy, có mình tôi là không biết à. Rồi, từ từ nha. Rồi. Hút này hết đường rồi. Ê, nếu vậy đi ra ngoài với mọi người. Hết đúng không? Ra phòng kiếm hả? Trời ơi, má ơi. Mình phải đi gặp bà già nữa. Trời, có gặp bà già nữa không vậy? Rẽ phải. Đừng nói gặp bà già dưới trong cô đơn nha. Có à? Cần đấy. Chạy luôn. Chạy luôn. Khỏi nhìn nữa. Đâu nè. Trong cái trong đây ghi gì chứ, nhiệm vụ này ghi là vẫn còn thiếu ba cái nha mọi người. Ôi ôi, sao nhìn giống như phá vậy. Nhìn cái nhà này xem nó tàn tạ dưới vậy trời. Có, ở đây có muối không trời? Ôi ôi. Ơ, cái gì vậy? À, đội mặt nạ vô. À, à giống như ở đây có dịch bệnh á, bởi vậy đội vô đây không bị nhiễm bệnh đúng không? Thấy chưa? Rồi đi bóp nát mấy cái quả bóng đèn à. À thế à. Cái gì vậy trời? Trời còn tối thui luôn, không thấy luôn mọi người. À đi bóp à. Ôi dồi, dễ mà. Đây nè. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi, cho anh bóp cái coi. Đâu rồi? Anh bóp này, đấy, anh bóp. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Ơi, bỏ ra. Ra đi. Ơi, con gì vậy chứ mặt ra ơi. Làm sao gỡ ra đây? Ôi trời ơi, không thấy gì luôn mọi người. Rồi. À, rồi nhá, đi nhá. Trời ơi, đúng là game mà thực tế ghê luôn đấy. Nó mà dí khúc này là có bộ vui đó mọi người. Cảm ơn T nha. À, nó mà dí khúc này là vui lắm đấy mọi người ạ. À. Nó mà dí vậy là vui lắm.
Cái gì vậy? Gì nữa đây? Đã. À, thế à? Ok, đi tìm thôi mọi người. Rồi, hãy nó lưu game là yên tâm rồi đấy mọi người nha. Trời ơi, khóa cửa nữa, chơi mất dạy thế. Cảm ơn Ti nha. Thiệt luôn á, đã không thấy đường rồi còn khóa cửa nó đúng mất dạy luôn mọi người. Rồi, gì đây? Thôi này một cái rồi. Một cái. Tìm được một cái rồi mọi người. Đi ra à, đơn giản nha. À, ok. Ngon lành cành đào, thơm tho luôn. Rồi. Trời ơi. Gì mà đeo mặt nạ của tôi à. Thở kìa. Bốc hơi nước luôn mọi người à. Trời ơi. Em linh lắm biết không? Em biết em linh lắm không? Mỗi lần anh chơi cái gì anh đã ra dự kiến là tầm một tiếng thôi mà cuối cùng thành 3 4 tiếng luôn á. Linh lắm. Game này chơi không rai nha Tuy ơi. Project Nightmare nha. Project Nightmare. Nhìn bức sao nhìn tranh nhớ cửa. Tôi nhớ rồi nha, tôi không dám nhìn lên đâu. Nhìn lên là bị ban nít đấy mọi người. Bức tranh này ghê lắm nhá. Tôi không dám lướt luôn ấy. Rồi để trái phải đây. Alo. Rồi trái phải đây. Đi ra này bà già đấy. Đưa cửa khác à. Thế tự tìm à. Ui dồi. Nghe 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 ra đau tim nhỉ. Chết mẹ, bà già tới kìa. Bà già tới mọi người rồi. Bà già tới kìa. Bà già tới đấy. Từ từ. Thôi bây giờ mình cứ đi đi liều mọi người. Mình mà cứ chực chừ tới Tết luôn đấy nha. Đi đại xem. Cùng lắm chết đi lại thôi mọi người à. Tôi bất tử mà. Mọi người quên là sao? Đi thôi nhanh lên. Ui dồi ôi. Vô luôn. Bà già tuổi với tôi à. Rồi. Rồi đeo mặt nạ tiếp. Sao? Cái gì? Mất. Ôi trời ơi, má ơi ghê quá. Mở tủ phải không? Tủ bên phải hả? À rồi rồi. Ui. Rồi 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 tập trung nào. Rồi ok. Tủ đâu rồi? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ở kia. Cái gì vậy? Từ từ từ. Ôi trời ơi. Má mà nó canh nó bóp cổ tôi luôn mọi người. Má mà nó canh nó bóp cổ tôi luôn kìa. Thấy chưa? Trà đào linh lắm, tôi nói rồi trà. Đấy, trà đào linh lắm. Rồi. Rồi được chưa? Dạ xong rồi đúng không mọi người, đúng không tôi ơi? Xong phải không tôi? Đi ra nha. Đi ra nha. Ôi dồi ôi. Sợ quá mọi người. Đi ra thôi. Đi ra. Sợ quá. Được rồi đi ra thôi mọi người. Còn 3 món. Để ý ha. Rồi. Nhắc mới nhớ tôi quên cái cửa vô là cửa gì rồi. Có một cái bàn tí vô cửa này mở khóa ha. Tí vô lại nữa à. Lằng nhằng đấy. Cái chỗ kia là cái hình ấy, hình này hình cảnh vật đúng không?
Hello. Bà già đâu? Hello bà già. Rồi ok mọi người đi nha. Từ đã bà già đi qua đã. Chợ hôm qua nha. Hôm qua chơi mà cái con ma kia kìa. Tức là mình không thấy nó. Mình phải đeo cái kính lên mình mới thấy á. Chỗ nó gì? Mà kiểu mình di chuyển á là rồi nó bắt mình đó mọi người, mình phải núp luân phiên á. Trời hôm qua Ti bỏ lỡ cảnh đó là tiếc ghê luôn á. Ôi bà già kìa. Bà già kìa. Bà già. Ôi má ơi. Ôi. Trời ơi. Ở bà già kìa mọi người. Hello bà già nghèo khổ dưới chợ đông cô đơn. Hello bà già. Hello. Cửa khẩu súng mà mọi người. Chắc phía trước đấy. Chắc phía trước rồi. Chết mẹ quay quay đầu lại à. Quay đầu lại kìa. Ủa quay đầu lại kìa. Ôi dồi. Ủa mà cái cửa giới này là cái gì nhỉ? Là sao nó có thể ngăn ngăn cản được ta? Hay thiệt chứ. Rồi bà già đi rồi nhanh lên. Bà già đi rồi. Chạy luôn. Chạy luôn. Vâng. Rồi. Rồi đi thôi mọi người. Thấy chưa, thấy ghê chưa. Chúng ta khẩu nghiệp với bả hồi tí nữa mới quật à. Ủa má cái gì ghê vậy. Ủa kìa. Ôi khúc này đi chưa nhỉ. Quá sợ quá mọi người ạ. Tôi sợ quá mọi người ạ. Hello. Rồi ôi. Sợ chưa từng chưa được sợ luôn á mọi người. Rồi. Get go. Rồi má mà nó canh nữa kìa. Mất dạy gì chứ. Sao vậy, sai hả tua? Sai à? What the fuck man, đi sai rồi. Đi sai à? Đi sai chỗ nào? Rồi. Đây rồi. Đủ 3 món. Tuyệt vời nhá. Rồi. Má ơi. Ok đi nha mọi người. Lên 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 nhanh lên. Tôi cần phải thoát khỏi đây ngay. Mọi người còn nhớ phòng tới nằm đâu không? Chứ tôi quên mẹ rồi. Tôi quên mẹ nằm đâu rồi mọi người. Ở kia. Từ từ. Bên phải hay không? Thế à? Rồi. Ơi. Rồi. Rồi. Em nói thêm câu câu đó nữa, tự nhiên anh mất hy vọng luôn rồi. Mình đang hy vọng một chút cái cảm ơn Wina nha. Cảm ơn Wina. Rồi, đi đại không mọi người nha. Đó bà già kìa. Ê, cái này giống như cái gương á. Nè, đứng qua đây cái nó đổi hình dáng à. Ôi mập ú luôn kìa mọi người. Đó, qua đây nè. Trời ơi, qua đây. Qua đây té. Trời ơi, bả dài luôn kìa. Ấy. À đây rồi, phía trước. Đồ, đồ, đồ. Nó quay lưng lại à. Nó là già, mà ghê chứ. Mà khôn đấy mọi người, nha. Khôn lắm. Rồi đi luôn. Khỏi nói nhiều. Chạy luôn. Chạy luôn. Rồi, về với đất mẹ mọi người à, nha. Về với đất mẹ.
Rồi, xong. Lên. Lên. Lên luôn. Lên luôn. Giải cứu linh hồn những đứa trẻ nào mọi người. Tôi nghĩ toàn bộ chúng. Rồi tới cảnh cần phải tắt màn hình chưa? Rồi. Ừ. Rồi, cảm ơn Wana nha. Cảm ơn Wana nhiều. Cái gì? Puri object with the sun à? Tí đấy gì quá sao làm gì? Ủa giờ vậy tìm muối mọi người à? Chết rồi, muối nằm đâu vậy? Là muối nằm đâu? Là quanh quẩn đâu đây hả mọi người? Ra cửa bên trái à? Cửa bên trái à mọi người, từ từ. Trên bàn à? Ôi dồi ôi. Từ từ nhá. Từ từ mọi người. Alo. Con mẹ là tới rồi. Tới 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 luôn. Đây rồi. Muối. Có muối rồi. Có muối rồi mọi người ơi, có muối rồi nha. Được chưa? Một muối rồi đúng không? Khoan à? À thế à? Sao khoan thế nhỉ? Ừ. Đi lấy chìa khóa xong sao nữa? Ngoài phòng này à? Ui dồi, ok, nhớ rồi, ok. Rồi, cứ đi trước đi đã. Get go, get go, get go. Get go, get go. Nhanh lên, nhanh lên. Nhớ rồi, nhớ rồi. Rồi. Nhanh lên. Rồi. Nhân danh Đức Chúa. Tất cả biến đi. Nhá. Nhân danh Đức Chúa Trời. Rồi sao? Ôi, còn có chìa khóa luôn. Hay quá. Hiển linh rồi mọi người ạ. À. Hiển linh rồi. Ừ. Ôi, hiển linh thiệt rồi. Hiển linh rồi mọi người. Trời ơi. Hay quá. Hay quá. Chúa phù hộ tôi nhé. Ừ. Không sợ nữa. Tao được phù hộ rồi. Sợ gì nữa. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Ok, amen nha. Ừ, amen. Rồi. Rồi, cái phòng hồi nãy đúng không? Rồi, đi thôi. Search for the location. Phòng này à? Phòng này à? Phòng này à? Đi vô, vô đây kia, vô đây đúng không tôi ơi? Ok, đi vô thôi. Ôi trời ơi, má ơi, đeo mặt nạ thôi mà có cần phải phải âm nhạc lên phải không mọi người? Đeo cái mặt nạ thôi cũng phải bật nhạc lên cho ta sợ nữa. Ghê thiệt. Có cái nào mình đi đi giải quyết cái bụng cái nó bật nhạc lên không trời? Ghê lắm đấy. Ồ, cảm ơn Wana nha. Cảm ơn Wana nhiều. Cái gì ta? Cái gì ta? À, đi đây đây đúng không? Tối quá mọi người ạ. À. Tối quá. Tìm cái cửa đầu. À ok. Rồi nha. School đúng không? Tìm cái school thôi. Phải nó không? Phải nó không? Ui dồi ôi. Chính xác là nó rồi. Rồi. Vô luôn. Rồi còn chờ gì nữa. Vào thôi. Ở kìa. Ủa tôi qua thế giới mới luôn rồi. Tôi qua thế giới mới luôn rồi. Ở kìa. Ôi đâu nghĩa trang không vậy. Ở kìa. Rồi xong luôn. Hay quá. Khóa cửa luôn mọi người ạ. À. Hello Vinh Kỳ nhé. Vinh Kỳ hả? Hay là Vĩnh Ký? Đi thẳng đúng không? Rồi tuyệt vời. Tuyệt vời. Đa tạ nhiều luôn. Rồi. Má lên nhạc kìa.
Bữa hôm, ơi em à, hello nhé. Khoan, từ từ nào. Hello nhé, hello em. Rồi. Được chưa? Sao nữa? Làm gì? Làm gì? Thì chắc room mà. Hello bạn nha, hello bạn. Lâm Bình à. À. Kiếm đồ à. Ôi giời ơi. Ấy thế là đi 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 ra ngoài đây nữa à. Ôi giời ơi. Đi chết rơm ngoài này à. Đi chết rơm ở trong chứ. Lại tới à, xong game thì thôi nha. Ừ. Nhưng mà thường là 1 giờ rưỡi là tối đa nha. Thường là 1 giờ rưỡi là tối đa. Cái bình này đúng không? Cái bình này đúng không mọi người? Bình này đúng không? À ok, nhìn xuống nè. Rồi rồi rồi. À hiểu hiểu hiểu. Thank you. Thank you Vinamilk nha. Rồi. Tiếp nào. Có luôn. Cái nữa. Một cái nữa nằm đâu nhỉ? Alo. Xuống ngoài có một bình nè. À thế à? Ôi dồi ôi, xấu bình kỹ thế. À, đâu nào? Ở đâu? Ở đâu? Ngoài. Mưa to rồi. Sao mình tìm không thấy nhỉ? Ở đâu nhỉ? Mình chưa thấy bình mà thấy mưa to quá mọi người ạ. À. Bảo đảm bị sốt chắc luôn. Trên mấy cái trụ à. À. Bên phải đúng không mọi người? À đây 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 đây. Xấu kỹ thế. Rồi. Rồi khoan. Để xem nào. Rồi. Ok nhé. Để xem nào. Rồi ok ok cảm ơn nha. Rồi, để xem nào. Bấm đi. Trời ơi má, tôi cũng phải lên nhạc nữa. Sao mà ghê vậy. Rồi. Rồi ok. Ok nha. Rồi. 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 Tuyệt vời. Ôi ôi. Ánh sáng của Đức Chúa Trời kìa. Ôi người sao rõ con tiêu. Ôi mấy gì ghê vậy. Ôi ôi. Ôi ôi. What the fuck man. Làm sao. Làm gì làm gì. Làm gì vậy làm gì vậy. Tôi làm gì. Khoan làm gì mọi người làm gì làm gì. Làm gì vậy làm gì vậy. Mở cái tủ à. Ôi dồi. Mà nó sớm chứ. Rồi. Cái súng cái gì. Nó làm gì. Ôi ôi. Ờ. Ờ. Từ từ từ. Ờ chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Ôi dồi. Ôi dồi. Tôi chứ đã nói rồi mà tôi được phù hộ mọi người. Hồi nãy tôi đọc thần chú là nhân danh Đức Chúa Trời rồi mà. Rồi. Save her. Rồi. Đấy thấy không. Tôi là đại diện nha. Đại diện của Đức Chúa Trời mọi người nha. Không người phải sợ cả. Self. Thôi chúng ta là những người thiện lành nha. Chúng ta không không làm điều ác mọi người nha. Làm điều ác là chết. Sell đúng không? Rồi ok sell đi. Rồi. Mô Phật. Rồi. Ok. Rồi. Rồi của bà già. Ừ. Cái kết như thế nào nếu mà không sell.
Có 3 spell hả? Ừ. Ê, vậy phá đảo sớm không? Sớm chơi tiếp game ma nhật nha. Mới tải luôn đấy. Onryo mọi người. À thế à? Find the place to repair the spell. Find the place to repair the spell à. Quay lại à, mọi người. Đi lại à. Đi ra không phải mọi người. Đúng rồi à. À. Ui dồi ôi. Cái gì nữa thì trời. Tối ngày của bà già nó hoài luôn á. Bà không in, không để cái in hay sao mà cứ phá hoài không biết nữa. Ui dồi ôi, cho nói oán cái đầu nợ có chủ nha. Ui dồi ôi. Bà già chìa khóa, ui dồi ôi, bà già cho chìa khóa à. Bà già cho chìa khóa phòng mà. Hả? Bà cô đơn quá, bà cho tôi chìa khóa phòng mà. Ui dồi ôi. Bà già cho tôi chìa khóa phòng mà. Thì bà già thách đấu đúng không? Ok. Bà già cô đơn nhá. Rồi. Đâu? Bà đâu? Tới đây coi bà ơi. Bà ơi. Vậy giờ gặp bà già luôn hả mọi người? Hay làm gì? Hay bên bà? Ra hả? Gặp luôn à. Ôi liều đấy. Liều đấy. Trời ơi. Cho đâu mà cho. Trời làm tôi hết hồn. Cướp với cái gọi là mình cướp chìa khóa của bả đấy nha mọi người nha. Ôi ôi. Ủa rồi đâu nữa. Rồi đâu nữa mọi người ơi. Ủa bà. Về cái cửa lên bên bàn đây. Chỗ này này. Chỗ này lấy muối nè. Ở chỗ này lấy muối nè mọi người. Bên kia à. Cái hình nào cái hình mà. Cái hình mà. Hình mà cảnh vật đúng không? Cái hình mà cảnh vật hay là cái hình mà khỏa thân? Cái do có mặc đồ à. Ôi chỗ má xa đấy mọi người. Chết cha. Tự nhiên giờ tôi muốn ấy quá. Từ từ nha. Chết mẹ mới tới kìa. Ừ, rồi ôi. Nhanh lên nhanh lên. Lẹ lẹ lẹ. Trời ơi. Công nhận cái tay này chống rung tốt với mọi người. Chưa. Trời ơi. Tôi thấy mấy ông streamer nổi tiếng. Ông like ông rài. Ông like mấy lần có sao đâu. Chỉ nhưng mà phải cẩn thận thôi nha. Vậy là phải cẩn thận thôi. Chỉ là mình chơi mình cẩn thận thôi. Chứ không được chủ quan nha. Nhiều khi hên xui đấy. Có người bị người không đấy. Từ từ cứ đi tuần tự mọi người nha. Chỗ này à. Ê chết mẹ. Chỗ này đúng không? Ừ thế à. Thì nó hên xui đấy. Hôm bữa tôi chơi Alan Quest 2 nè. Tụi ban đó. Nè thôi, trời tôi không dám. Thấy chưa, bức tranh kìa, đó, đó, đó. Mọi người nhìn nhìn lẹ nha. Sau lưng hả? Ấy, trời trời má. Ghê vậy, cái hình trước mặt ghê vậy. Không để ý luôn á. Hình trước mặt ghê quá. Sai kể chưa mọi người. Ban cái là tạo nick mới nha. Làm lại cuộc đời. Này chứ gì. Chỗ này đúng không? Chắc anh phải mua cái stream deck á. Bữa nào anh phải mua cái stream deck cái phim nóng á mọi người.
Có gì bấm bấm gấp. Bấm vô cái nó tắt liền luôn. Stream Deck đấy. Mà tới 2-3 triệu lận. Cay thiệt chứ. Năm nay công ty thưởng ít nữa. Lì xì nữa chắc hết luôn. Buồn. Rồi. Chỗ này đúng không? À đúng rồi phải không? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Cái gì mà tăm tối thế? Thì đúng đúng rồi, dư mới mua chứ. Trời ơi. Dư mới mua chứ. Đúng là mình cũng mê lắm nhưng mà để từ từ hãy mua nha. Thôi chừng bị cạp cạp à. Được rồi. Từ từ mua cũng được rồi. Cái đó là cái phụ thôi, yếu tố phụ thôi. Có gì tôi bấm control control anh ta được rồi. Bấm anh ta ừ. Rồi. Ôi dồi ôi đi mà. Thở kiểu đó mà nó không nghe nữa là thôi đấy. Thở kiểu đó mà không nghe nữa là thôi đấy. Sao mẹ cũng này ghê không? Hay chắc tôi đi giải quyết cái bụng cái đi. Cho tôi 1 phút đi mọi người. Không, nói chứ 1 phút đi nha. Gì đi gì đi ỉa trời không chút xíu à xả xăng thôi nhá từ từ không để đây đi phải để vậy nè để kia nó nấy rồi 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 ôi dồi ôi rồi tập trung đi mọi người đi nhá rồi hút căng thẳng đấy phải giải quyết vậy mới thoải mái không không là tí nữa là ý dẹ luôn á mọi người nha hồi lần chơi cái y ui khoan bây giờ đi như thế nào chiến lược như thế nào vậy. Tôi cần phải trốn mà. Chiến lược như thế nào đây? Trời má nó đi như. Trời ơi bà coi nó đi kìa. Trời ơi má ơi nó đi kìa. Đi kiểu đó làm sao mà chạy. Chui à. Có chui được không? Từ 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 để đi qua đã. Ôi trời ơi. Trốn chứ bạn nhanh lên. Lẹ. Rồi nha mọi người. Trời má có cần phải thở vậy không chú? Trời ơi. Canh à. Ui rồi ôi anh chấp luôn chứ canh cái mẹ gì nữa. Được rồi, qua luôn. Ôi má nó bò ghê vậy nhanh lên. Đi phía trước đúng không? Còn có mấy tấc thôi. Ơ sao chặn đường rồi? Không được. À. Quá chưa? Ừ. Ui. Tới rồi, tới rồi. Ôi dồi ôi. Sợ đấy.
Kìa, tới rồi, tới kìa. Rồi. Đợi đi qua đó mọi người. Đợi đi qua đã. Nó đâu rồi? À, đi nè, 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 nè. Đó, đó. Anh, từ từ. Nó đi nhanh vậy, nó đi nhanh quá mọi người ạ. À. Rồi, đi nhanh quá mọi người ạ. À. Đi nhanh quá. Rồi, đi liền. Ghê quá. Ghê quá. Đâu rồi? Ở kìa, khúc này cũng gặp à. Ôi, sao mà biết anh đây được? Rồi làm sao mà em biết anh đây được? Anh đi qua luôn đúng không? Thì đi qua luôn đó mọi người. Đi qua luôn chứ sợ mẹ gì nữa. Qua luôn. Bật đèn lên, sao không bật đèn? Đèn lên nè. Ôi giời, easy. Vô tìm ý. Sợ đấy. Sợ đấy mọi người, sợ đấy. Ôi, đúng là game. Game này chơi lâu rồi đúng bom tấn đó mọi người à. Đúng game hay đấy, nhưng mà nhược điểm là rất khó làm quen khi mới chơi nha. Ui, mở đi. Chần chừ gì nữa. Rồi. Chui vô à? À, vô đi. Rồi, phòng đâu đây? Trời ơi, má phòng bốn góc à. Xét kỹ đúng không? Ok, ok. Cái gì đây? À, find the way, find the place to repair the spell à. À, tôi phải chuẩn bị spell đây. À, rồi. Con mẹ ơi. No. No. À. Rồi. Rồi. Khúc này xong, khúc này ra ngoài tìm hay sao mọi người? Đi ra ngoài tìm bút đồ thuốc à? Càng lấy. Ở trong này à? À. Ở trong này á mọi người. Đúng lọ thuốc. Này lọ thuốc này. Không nào lượm được nha. Đúng rồi, tìm kỹ đi. Tìm thật kỹ. Tìm thật kỹ. Xem thuốc nằm ở đâu. Rồi. Rồi. Không có kính, không có kính nha. Không có kính nè, không có kính nha mọi người. Ôi, kính à, thuốc ở đâu nhỉ? Ở đây không có rồi. Này, ở đây. Ở đây, ở đây. Ở đây. Ở đây. Ở đây, ở đây. Ở đây. Rồi. Để ra ngoài đi mấy bạn. Ra ngoài thôi. Ôi rồi, giấu thuốc kỹ nha. Có thằng nào mà làm thuốc mà tỉ nó cất tùm lum vậy không? Ôi. Nó ngoài này à. Ở kia. Ôi xong luôn. Tuyệt vời các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. Khúc này khó quá mọi người à. Vậy là rất khó nha mọi người. Trời ơi. Không sao. Tôi chơi hôm, suýt hôm tôi còn phá đảo được. Thì cái game này là cái nhầm nhò gì với tôi đó mọi người. Đã phá đảo được cái kia. Cái này phải được chứ. Kia mà làm được. Tôi làm được. Cái này phải làm được nha. Rồi ok mọi người đi nha. Phải tìm kỹ nè. Cùng lắm chết chơi lại thôi.
Rồi ôi má ơi. Má ơi. Má ơi. Thuốc. Tìm thuốc đi. Bạn bè ơi. Chết mẹ rồi, cứ chút 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 xuống đá. Từ từ. Canh lại đã mọi người. Rất khó mà đi được. Ngay trước mặt có một lọ à. Thế cơ à? Thế cơ ấy. Không thấy cái tủ ở đâu mới là vấn đề mọi người. Từ từ để định hình cái tủ nào, nằm nằm đâu đó, mọi người. Đây 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 đây. Kia kia. Ở kia 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 kia. Rồi. Ở từ từ. Vô lại, vô lại, vô lại. Rồi, 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 má. Tới, 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 tới luôn. Ôi dồi, dễ ăn quá. Ngủ ngay kế bên. Rồi ôi, tủ ngay kế bên à. Sắc rồi ơi. Tủ này hả? Rồi vô. Rồi. Đấy. Canh đó rồi. Canh đó đã. Ôi dồi ôi. Cái tủ kế bên đấy mọi người. Tôi cứ tưởng nó nằm ở đâu. Bên tay phải có một lọ nữa hả? Từ từ để đi qua đó mọi người nha. Bao nhiêu lọ tất cả? Trời ơi má. Thằng ba lọ nữa. Rồi. Rồi đi, nhanh lên, nhanh lên. Ở đâu? Ở đâu cơ? Bên kia. Xa quá mọi người à. Xa quá. Ừ, xa thế. Mà xa dữ vậy. Đi, đi khó đấy mọi người. Rồi. Khoan bây giờ mọi người hãy cố nhớ giúp mình xem là những ai đã chơi rồi, cố nhớ giúp mình những vị trí của nó nha. Rồi. Liều thôi mọi người, liều thôi. Chúng ta phải liều thôi bạn. Cuộc sống phải chúng ta phải biết đương đầu với khó khăn thử thách nha. Chúng ta phải biết chứ phải biết đương đầu rủi ro, phải biết mạo hiểm. Đấy chỗ bộ tủ đấy mọi người. Ôi giời ơi đấy mọi người. À, có lưu kìa, ngon nha, ngon. Có lưu là ngon. Một từ thôi, ngon. Hình như chạy nó nghe mọi người. Bớt chạy nha, ừ. Bài học rút ra bớt chạy nha mọi người. Đôi khi trốn chạy không phải là một cách hay. Rồi. Rồi. Từ từ luôn. Hay quá. Hay quá. Hay quá mấy các bạn ơi. Phá đảo mẹ rồi. Bây giờ. Rồi thôi bây giờ tèo đi. Tèo rồi về luôn. Tèo tôi về luôn. Về về luôn. Về về luôn. Rồi xong. Vâng, cảm ơn chị nha. Chị cho tôi về chế thuốc luôn mọi người ạ. Ui giời, biết đã lưu rồi mà lo gì nữa.
Đấy, thấy chưa? Cần gì mới về? Cần gì? Chị đã đưa tôi về luôn rồi nhá. Ừ. Thì ra vậy. Nắm rồi. Nắm, bây giờ quay lại nào. Nắm đúng không? Rồi. Nắm số 6. Số 1. Rồi. Nhìn nắm số 6 số 1 hả? Sao nhìn là biết được? Làm sao biết được nha? Nắm nắm số 6 số 1 nè. Nhìn màu hả? Nắm xong cái nắm rồi. Thấy chưa? Không đơn giản đâu mọi người. Nhưng không đơn giản đâu. Như thế nào nhỉ? Hình như sai đúng không? Ý là nó tại sao cái màu nó liên quan gì ta? Sao? 6 bình hả? Ừ, 6 bình đấy, có 6 bình. Tất cả là 6 bình. Nhưng mà làm sao nhìn vô mình biết cái đó là của cái nào? Theo hình hả? Sao nhiều người thấy phức tạp rồi ta? Không hiểu nổi. Không, như không đúng đâu. Thử được không? Cứ thử đi. Phải thử mới biết được mọi người. Rồi. Rồi sao nữa? Số 5 là cái răng. Rồi. 612 hả? Rồi. Răng là 612 đúng không? Rồi, 6 1 2 vô. Hả đồ nha, chúng ta đã suy nghĩ phức tạp rồi, chúng ta đã suy nghĩ quá phức tạp rồi ạ nha. Rồi, chế nữa kìa, còn chế nữa. Có dễ thế à? Thì ra thế à? Ôi dồi, thì ra là thế. Chúng ta đã quá suy nghĩ phức tạp rồi. Rồi. Sai hả? Ừ. Sao mọi người? Nếu mà sai là nổ tung đó mọi người. Sai là nổ rồi đấy. Từ từ nha. Xem nào, không, khúc này phải tính toán nè. Thì khúc này phải tính nè, hình như không đơn giản đâu. Quay vào con rắn đi. Hình như khúc này phải tính toán nè. Số 7 kìa. Số 7 ha, cái răng là số 7 ha. 7 là sao? 4 4 5 2 đúng không? À. Rồi 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 rồi. 4 5 2 mọi người.
Rồi. 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 Xem nào. Đấy. Trời ơi, đúng rồi. À, tiếp theo là gì? Con bọ là số 4 à. Con bọ số 4 kìa mọi người. Thì ra là thế à. Con bọ số 4 đúng không? Số 4, nắm số 7. Nắm số 7. Rồi. À, nắm không có hả? Vậy với con kia trước coi. Khúc này phải tính nè. Khúc này là tính nè mọi người. Này là tính nè, bắt đầu tính rồi đó. 7, 8, 2 rồi, răng đi, răng số 2. Răng số 2 trước đã. Khúc này bắt đầu tính toán rồi mọi người. Màng, tí nữa. Ờ, mém nữa, mém nữa thôi. À, 7, còn 7 với 8 đúng không? 7 là... 7 là 3 với 4 thôi mọi người. 7 là 3 với 4. Còn 8 là 8 là 6 với 1. Ơi không, 7 là 6 với 7 cũng được. 3 với 5 là 8, đúng rồi. Rắn. Đúng rồi. 3 với 5 là 8. Ấy đúng rồi mà. Rồi. Ok. Rắn này là 8 này. Ủa khoan, như tôi dưới sai sao nha. Rồi tiếp cái nắm nắm 6 với 7 đúng không? 6 7 rồi vô được rồi, thuộc giải đây rồi, tốt lắm. Mô Phật, cảm ơn các bạn nha. Vậy mà nãy giờ tôi suy nghĩ phức tạp ghê luôn mọi người, thiệt luôn. Phải. Đúng là có những thứ không nên suy nghĩ quá phức tạp. Đây, cảm ơn mọi người nhiều nha. Ừ. Khoai gì đâu nữa? Đi tìm muối à. Rồi. Thì vậy đâu nữa mọi người? Vậy đâu nữa? Ủa tôi đâu nữa tôi ơi? The ritual and self can what? Kìa. Rồi. Trời ơi. Sao phải lúc này chứ? Sao phải lúc này chứ? Không phải lúc này. Không phải lúc này chứ. Không phải lúc này chứ. Trời ơi. What the fuck man. Đùa. Cứ tưởng là phá đảo rồi. Nhưng thật ra chúng ta đã bị nó hành mấy phát luôn. Rồi đi sao đây. Ui. 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 Từ từ nào. Nhanh lên. Nhanh tay nhanh chân lẹ con mẹ lên. Rồi rồi rồi. Rồi nhanh lên nhanh lên. Rồi nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Từ 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 nó tới kìa, nó tới kìa. Rồi nhanh lên nhanh lên, nó tới nó tới. Ôi mày còn non lắm, chị còn non xanh lắm nha. Non xanh nước biếc lắm, làm sao giết được em được. Chị làm gì? Chị làm gì em? Úi dồi em nhanh hơn chị đấy nha. Chị làm gì? Úi dồi chị non lắm. Non lắm chị ơi. Trời má ơi. Tìm muối nha mọi người. Muối nằm đâu? Ở kia muối em đâu mọi người? Muối trong căn phòng à.
muối trong căn phòng mà sao anh không thấy? Ở ngay đó ra. Ok mọi người. Rồi. Ơ, cái gì vậy? Trời ơi. Rồi. Cái quỳnh. Cái gì cũng làm khó được mình chứ. Cái gì nữa vậy? Cái quần què nữa vậy? Rồi. Xong. Đi đâu nữa? Đi đâu nữa mọi người? À, cái chỗ nãy đúng không? Không, chỗ này. Chỗ nào đấy? Là cái chỗ... Chỗ nào? Cái chỗ mà... Cái chỗ nào? Cái chỗ mà có mấy cái người đã thờ đúng không? Chỗ bé ha, rồi biết. Bà già này sẽ đứng nó hoài vậy? Đi chỗ khác coi. Ok đi nào. Nhanh lên. Nói chung là mình cứ đi từ từ mọi người, mình cứ đi từng bước thôi. Đó, mình cứ đi tuần tự thôi là sẽ tới thôi nha. Đi rồi sẽ đến thôi mọi người nha. Có đi rồi sẽ đến. Mẹ mà, già tới nữa. Có phòng tới che. Ờ mọi người chuẩn bị nha. Tới khúc này tôi tắt màn hình nha mọi người. Khúc này tắt màn hình đấy. Khúc này sẽ tắt màn hình để cho qua cảnh đó rồi tôi mở lại. Chia cảnh đó rồi đúng không? Cái cảnh trần tục ấy mà. Nha. Quần què sao nghe tiếng bước chân của bà hoài vậy? Rồi. Rồi ok mọi người. Rồi sao? Che nha, tôi che mọi người nha. Khúc này che nha. Khúc này là tôi không có bật lên đâu. Rồi để tôi tắt màn hình nữa. Đợi xíu. Đâu rồi? Không che được hả? Không phải che mà là tắt màn hình luôn. Tạm thời tắt màn hình đi qua khúc này đã. Đấy. Không đúc gì. Rồi. Phải bấm. Từ từ đợi xíu đi. Đang tắt màn hình nè mọi người. Đợi xíu đi mọi người. Tôi qua khúc này đã. Từ từ tôi bật lại nha. Đợi xíu. Tôi đang tắt màn hình đấy. Khúc quan trọng phải tắt. Ôi. À, đúng là già vô thiệt kìa. À, chết mẹ. Từ từ. Quên. Tôi mới bị bà già dí chết nè mọi người. Từ từ. Vô lại đã. What the fuck man. Từ từ lại. Rồi. Làm đi. Ê. Lộn nút nữa. Má ơi. Bấm nút kìa mọi người. Mày bấm nút. Từ từ. Đợi xíu nha. Tại mấy câu không kịp đấy. Mấy ghê đấy. Rồi ok. Rồi. Tiếp. Ui đi. Rồi. Tiếp. Tiếp đi. Lên. Rồi tới cảnh trần tục kìa mọi người. Đấy. Cảnh trần tục đấy. Ôi, em ấy được cứu rồi mọi người. Nhờ một mình tôi chiêm ngưỡng thôi nha.
Chỉ mình tôi hưởng rồi mọi người. Mọi người đừng tức giận nha. Xong. Xong rồi. Red SB kìa, ok. Bật lại, bật lại, bật lại. Ok, bật lại nha. Đấy, tôi là người được gọi là may mắn xem được xem đầy đủ nha. Rồi. Tôi phải tìm lối đưa anh ra. Làm bằng cách nào? Đi tìm Aura là cái gì? Get out of the hell à. Giờ ra sao nữa mọi người? Vào đây. Quên còn con mẹ ma kia nữa. Ra cửa hả? À. Xong rồi. Rồi khúc giải đố nãy cứng ghê luôn á. Rồi xong. Vậy là hôm nay xong game này. Mai chơi game mới nha mọi người nha. Ở đây à? Cái này bên phải hả mọi người? À. Cái này à? Mấy cái này không? Hay là chỗ này? Ủa sao treo à? À nó à rồi. Ui dồi ôi. Thế cờ đấy. Ôi trời ơi, chỉ có mình anh thấy thôi. Trời ơi, cảnh cảnh này là chỉ mình anh xứng đáng được thấy nha mọi người nha. Rồi. Xong chưa? Phá não chưa? Tôi lẽ là không bao giờ tin cô ấy. Được chưa? Thế à? Ôi ôi, sao tăng à? Sao tăng à? Ôi ôi! Trời ơi, sao tăng à? Ôi dồi ôi! Sao tăng à? Đấy. Thấy chưa, hơn là nãy tôi tắt hình đấy mọi người. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi nha. Gặp mấy game mà kiểu này là tôi tắt hình nha. Đây à. Trời ơi má, nhìn em bé kìa. Trời ơi coi kìa. Má ơi. Bắt đầu lại hả? Má cái hình ghê vậy mọi người. Mấy cái hình ám ảnh ghê luôn á. Ủa cái hình ám ảnh vậy? Ủa vậy là còn à? Ui. Ui dồi ôi. Ủa vậy là còn à? Để tiêu diệt búp bê Annabelle mọi người nha. Đốt búp bê thôi. Làm đi. Làm biết. Có, trời ơi, anh mới tắt màn hình luôn á. Mọi người nói em nghe nè, mọi người rất là sốt ruột muốn coi luôn á, mà anh không cho coi nha. Nhá, anh tắt màn hình luôn, mình coi thôi. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Rồi sao hy sinh luôn, vâng, hay quá. Ôi dồi, bà già kia. Trời ơi, phải diễn tả nữa sao thôi. Em lên YouTube coi đi nha. Ừ. Rồi, em thích ăn bò né hả? Trời ghê vậy, anh cũng thích ăn đấy. Bà già nghèo khổ giữa chợ đông cô đơn. Bà vậy là con ma nữ đó cũng là bà già này luôn hả mọi người? Đúng không? Vậy là con ma nữ đó có bà già này luôn hả? Sẽ thêm đó mọi người. Ok. Ok, on drill đi. Chơi on drill được mọi người. Ok. Ủa còn à?
Cuốn sách làm gì vậy? Chính là ngươi. Toàn bộ lúc này. Trời ơi má ơi. Má ơi ghê quá. Yeah. Ending dark thế. Ôi ending dark thế. Ôi dồi ôi. Má. Cái này mà. Sao mà dark vậy trời. Cái này à. Rồi. Hết game rồi. Nhớ xem hết luôn kìa. Còn một khúc cuối nữa mọi người. Là sao chỉnh đây? Trời má, để cái hình mà người làm game giống như tưởng niệm vậy. Anh tin hả? Ôi thôi thôi rồi, chết rồi. Em này cài cắm anh nữa kìa, thấy chưa? Đây thấy chưa? Ghê quá mấy em này. Trời, canh lúc anh đang gọi là mất tập trung là thiệt không? Tí mà. Rồi ok, coi thử xem. Tự nhiên đăng cái hình mấy cái người mà làm game mà đăng giống như tưởng niệm với mọi người, giống như mấy người này đi luôn rồi sao á. Ồ mà công nhận mấy người làm tiếc cũng nhìn cũng xinh dữ ha. Thấy chưa, có người kêu không kìa. Rồi biết nào mới tới cảnh đó. Thôi thần trùng chết rồi nhá. À con. Ơi gì vậy? Ồ. Hay quá. Ok. Thôi game mới mọi người. Chờ chút nữa nha. Tôi còn tỉnh táo quá. Chơi Unreal đi mọi người.